không xuống nè, xuống lá đất chỗ ra ngoài nhưng im quá. Mai đợt này xấu xấu quá, lá già tình linh lên. Rồi chứ con? Dạ, rồi tí ơi. Rồi, 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 rồi tí dạy bánh này. Bánh tí. Nước được chưa con? Cầm cà luôn. Đang nấu tí ơi. Vừa thôi hả? Chưa, chưa. Ngồi bánh cứ bên, không lấy, kêu hoài. Có đâu tí? Mới giờ xài đi không kịp vậy. Mới quét sang mấy nhà xong cái kêu nấu nước. Nước xong bắt cơm, cơm bánh cơm bên nó không lấy. Lấy học được nữa. Kêu lấy bắt. Chưa chưa xôi tí ơi. Trời ơi bằng chậm chạp đi hả? Nó chưa xôi tí ơi. Con nước xôi cho con chậm trà nè. Xôi tí ơi. Chậm mai tới tí mình chạy. Rồi con lấy trà bỏ vô nha. Dạ. Rồi trà bỏ vô. Nó bụng dữ lắm, sao nước chưa sâu rồi nó mà hốn hoài. Nào nói gì vậy nè? Tao bị điếc. Nó nói điếc nha, nó lên lên nha. Thôi được rồi. Dạ nó thơm lắm tết. À, đi cảm ơn con nha. Dạ. Có gì nữa tí ơi. Rồi đâu. Nói gì nữa lắm tết là bị điếc á. Dạ. Nhà cửa mới quét, hồi nãy mới quét rồi đó. Mà bây giờ còn mang dép vô. Dì chở luôn không về được rồi. Về coi coi, ăn ở rồi. À, cửa vô thầy mới quét thấy rồi mà còn mang dép vô, ăn khó ở hơn cái gì nữa. Sai cái gì sai, một món người ta làm chưa rồi nữa kêu hai ba món làm liên tiếp. Rồi phía đó bụng là coi mà có gì ăn dặm nữa không, ăn mấy này nấu ngon. Có tí ơi. Con đi coi đi, chẳng có đem gì gì không? Có, con có đem bắp về là tiếp. À bắp được à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mỗi tiếng này thôi. Còn lỡ dạy lần này chứ. Mỗi tiếng này thôi. Còn lỡ dạy ăn trước đi, con chưa đói bụng chứ ơi, con thử vô miệng không tết. Lạc thêm miếng muối hay gì đi, mắc gì muối không tết. Thôi được gì cũng được rồi, vừa ngon rồi. Vậy tí ăn tết. Ừ. Sai thường hả? Con ngồi đây tới chiều luôn để thương biết. Chút mà đi ra ngoài nhà cầu mà cột cửa lại một cái nha. Chút mà đi ra ngoài nhà cầu mà cột cửa lại một cái nha. Bắp này chẳng mua ngon chứ. Bắp này chẳng có 1 ký hay mua gì à con? Dạ 1 ký nha tí ơi. À, tí ăn đi, con đi ra chút, con quét xăng cái nghe tí. Nà ừ, con đi quét xăng đi. Có mua gì nhiều không? Dạ. Nhiều không? Có mua gì nhiều không? Nhiều nhiều tí ơi. Không biết tí ăn gì. Về tí ăn hết rồi, con hồi còn con ra ăn ngăn nha. Ừ, tặng ta biết ăn, ngon quá à. Chừng nào có gì nó mua cho tía nó ăn nhiều nhiều nha. Là ba bi đi mà này thấy cảnh này con. Giữ bi hả con? Cần giữ bi. Dạ. Thì xong là đau bụng gặp. Ăn bắp này ngon quá. Sao đau bụng ngầm hoài.
mà quay trực tiếp như này nè. Quýnh không lại vô nó để mày, để mày, để mày đúng không? Đức. Đâu mà này à, thua nó ai thua cái đó. Tại quýnh gùa không? Quýnh tào lào, quýnh quýnh gùa không? Quýnh tào chứ gùa không, ở xui xui quê cơ. Bữa nào nó biết nữa, quýnh hay xuống quýnh đó, quýnh hoài lại đó. Dạ đúng dữ để bước già đó bụng. Thank you.